Đây, cái nồi lẩu của Hương này mọi người, khá là ngon luôn á. Đây nha mọi người, sau khi mà Hương đã tao sẵn cà chua với thơm, Hương tao thì Hương dùng cái dầu điều á mọi người. Hương đổ vào cái nồi nước lẩu nè, cho nhìn cho nó có cái màu đẹp á mọi người. Đây, khá là bắt mắt luôn á. Đây mọi người, cái phần cà chua với thơm còn lại thì Hương sẽ để vào sau nha. Rồi đây là phần nấm nè, để vào cho nó ngọt nước á mọi người. Khổ qua sau khi mà Hương để sắc nhỏ mỏng ra như thế này nè mọi người. Đây, cho mọi người xem nè. Thì bây giờ Hương sẽ ngâm nước nha, cho nó bớt đắng nha. Có nhiều người người ta không ăn được cái vị đắng của cái khổ qua á mọi người. Này là nửa ký cá thác lát nha mọi người. Ở Hương thì cá thác lát này khá là tươi luôn nè, người ta đã ướp sẵn rồi nè mọi người. Đây, những cái này là gọi là tiêu nè. Tiêu nè, bột ngọt với lại hành tím người ta đã ướp sẵn rồi nha. Bây giờ Hương chỉ cần nặn viên viên đây thôi. Đây nè mọi người, chả cá thác lát sau khi mà Hương nắn ra thành viên viên tròn như thế này nè. Đây mọi người thấy chả cá ngon không? Chả cá này thì người ta gia vị bằng hành tím nè, có ớt sim nữa nha mọi người, ớt xanh á. Đây, để mà nắn được cái chả cá ra thành viên viên như thế này mà nó không bị dính á mọi người, thì mọi người nên nhúng tay mình vào một tí xíu dầu ăn nha. Thì cái viên cá nó sẽ như thế này nè, bóng mượt á mọi người. Bây giờ thì Hương đợi cho cái nồi lẩu sôi rồi Hương sẽ bỏ cá vào nha. Đây nè mọi người, cái nồi lẩu của Hương cũng đã sôi rồi nè. Bây giờ thì Hương sẽ bỏ cá vào nha. Bây giờ Hương sẽ đổ cá vào nha. Tại vì một tay vừa cầm camera á mọi người, vừa bỏ cá vào á, hơi bị khó bỏ. Ồ, văng lên rồi mọi người. Văng lên là khá là nóng luôn á. Chắc là không bỏ từng viên thôi. Đây nè mọi người, cái thác lát Hương cũng đã đổ vào nồi rồi nè. Bây giờ Hương đợi cho nó sôi thêm tí xíu nha. Đây mọi người, bây giờ Hương sẽ bỏ thêm cái phần cà chua với thơm còn lại vô nha. Đây, bây giờ mình chỉ cần nêm nếm lại và thưởng thức thôi mọi người.